Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming và chúng ta cùng nhau đến vào đấu thứ 3, là vào đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Lúc này một đội bay kéo dài được vòng ngoại thành và nó sẽ kết thúc trong vườn đài quan sát. Để xem trong vòng đấu này các game thủ sẽ thể hiện như thế nào đây. Chúng ta có những team nào, chúng ta cùng xem. Lúc này Thanh Xuân đang đây gọi máy bay rồi. Có vẻ Thanh Xuân nó đang nhảy cùng một team khác thì phải. Thanh Xuân quyết định là sẽ đáp xuống đó của thành phố biển. Ván đấu trước Thanh Xuân có mình cái top 1, phải nói là cực kỳ bất ngờ. Nhưng mà trong giải đấu tay to buổi tối như thế này, cái việc đạt được mới tàu 1 nó sẽ đánh dấu một sự biến chuyển rất lớn cho team của bạn. Đây là MTG, hôm nay họ sẽ quyết định đáp xuống đó là cái khu vực làng gốm. Đáp xuống là khá nhanh. WG đánh thuê, rồi họ sẽ đáp xuống doanh trại giống như bình thường. WSB quyết định sẽ nhảy ở thành phố biển. Và ở đây họ sẽ đụng độ với Thanh Xuân. Ván đấu chơi WSB và Thanh Xuân là hai team cuối cùng còn lại. Và lúc này thì có vẻ như họ cũng sẽ là những người cuối cùng còn lại trong bàn đấu này. Đây là Mr.03 là những người sẽ thao tranh đầu tiên vào đấu này. Ý tôi là như vậy. Vừa rồi Mr.03 phát hiện ra đối vừa mà gọi vào bắn rất nhanh. Và lúc này thì tôi thấy rằng một số thành viên ở Thanh Xuân đã mất khá nhiều máu rồi. Đây là Thanh Xuân bên em và người ta di chuyển khá len lút đi. Và cực kỳ nguy hiểm tình huống này. WSB họ đã chiếm được cái khu vực thành phố biển rồi. Lúc này họ đã bắt đầu khai thác lấy những lượng đồ đây. Đây là Pro A. Lúc này Pro A nhảy thẳng vương nghĩa địa. Có vẻ thì Pro A họ sẽ muốn gạt dò vị trí của WG 2000. Đây là động đèn đỏ có bắt ở bên trong vương thành phố biển luôn. Châu 18 cộng bắn vào vị trí của gà mới nở. Ui, Châu 18 cộng làm thêm mạng nữa rồi. Vẫn Châu 18 cộng rồi. Team Fortnite bàn đấu này họ lại đổi gió anh em ạ. Họ nhảy xuống đây, họ lại nhảy xuống một doanh trại cơ, không phải là khu vực cổng trời. Và đó là hai bạ gồm do Châu 18 cộng ở trong giai đoạn đầu game. Và rất nhanh mà không sợ đóng lúc này Châu 18 cộng. Anh ta đang có một cái bản năng khát máu của mình. Và lúc này đối phương đang được bắn rồi. Hổ đã bị ạ cùng từ vị trí của Tân Đẹp Sai Remix. Hân đang được vào giao tranh đến từ vị trí của Fortnite cũng như đối phương. Cái có bạ cùng vị trí của vòng 5. Và vẫn đang được vào giao tranh, nó căng đét và khét lẹt lẹt. Và tôi vẫn đang muốn WG 2000. Như vậy là bàn đấu này WG 2000 nó quyết định nhảy vào kho quân sự. Và lối chơi nó rất khác đi. Một bàn đấu mà các team họ đổi lối chơi rất nhiều. RFP chí vèo hạ của vị trí của BTG away. Và như vậy là team BTG đã bị quét sạch ở bàn đấu này. Có vẻ như sân chơi tay to buổi tối vẫn hơi quá sức cho team BTG. Đó là một bạ gồm cho chí vèo, hai bạ gồm cho cài và một bạ gồm cho vị trí của No. Và họ là thi đấu là khá kinh rồi. Và lúc này họ đã chiếm được toàn bộ khu vực cảng lớn. Trong đó NTN người mình hạ của vị trí của Tân Đẹp Dài và team Fortnite họ nghiền nát WG đánh thuê ở trong tình huống này. Cho dù mất đi một người đó là Hổ và vẫn đang có pha mẹ Châu 18 cộng, anh ta vẫn chưa buông thả đối phương. Để xem thành viên cuối cùng của WG DD là NDQ thì lúc này anh ta đang bỏ chạy rồi. Vâng, anh ta có mỗi khẩu UMP, khẩu này thì bắn được ai, khẩu này khoảng cách xa thì bắn rán không được chứ đừng nói bắn người. Thanh Xuân đã bị bắn gục một người, NDQ thì đang bỏ chạy rồi. Vâng, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Một pha headshot vào đầu, NDQ thì bắn gục được một người đối phương. Nhưng mà Châu 18 cộng làm ngay đối phương rồi. Và Fortnite họ vẫn giữ lại được mình được 3 người sau ba giao tranh vừa rồi. 36 người chơi thì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Trong vực đập thủy điện lúc này WG 2000 đang tiến hành những pha loot đồ. 70 TN có mặt trong vực đèo đá. Phê 10 cộng người ta cũng có cho mình một mạng cục đầu tiên. Lúc này thì Phú Quý họ bắt đầu trận đấu trong tháp đồng hồ. MP3 độ bo Evil Start cớm đêm nhờ No Way For You. Họ đang có những pha lút đồ là tương đối rộng. Đại tướng quân lạc 9 kẹo ghi cục kim cho con chim nhờ 3-5. Họ đang chờ bên ngoài của doanh trại tung sam YK Yellow và công chúa. Họ đang có mặt ở bên trong nhà thành phố biển này. Như vậy họ lùng sục ở đây nhưng mà có vẻ chưa đụng độ với WSB thì phải. Tôi nghĩ là họ đụng độ với WSB rồi khi mà WSB Mr.03 và Hổ đã phải nằm xuống. Và nhưng mà đó không phải là những bạn cùng đến từ động đèn đỏ. Vậy đó là bạn cùng đến từ ai? Đây là Pro A Thuận SG độ chung 24 nhận Mr. Xeo. Và ván đấu trước cứ gỡ là họ thi đấu gọi là khá kinh và lấy cho cái top 1. Nhưng cuối cùng thì họ mới đến người bị ả gục. Vừa rồi thì ở trong vực cảng lớn con pha bắn ra và đó là pha bắn vào vị trí của Mr. Độ. Độ người ta mất đi cho mình khá nhiều máu. Đã phát hiện đối phương về trước mặt rồi. Đã có đến vào tấn công được vị trí của cả chung 24 và Xeo. Nhưng đối phương này có lẽ em đã đoán được phần nào vị trí của team Pro A ở đây là bắn khá thoải mái từ vị trí của Mr. Xeo. Thanh Xuân cả hạ lục được cô giáo với toàn bộ team WSB. Họ bị quét sạch đến thành
viên ở Thanh Xuân rồi. Thanh Xuân sau pha di chuyển ra ra khu vực đảo Dừa để có pha tị nạn thì bây giờ quay trở lại và có mạ gục quét sạch team WSB trong trận đấu này. Trở lại vào giao tranh này, Proa Tuấn SK sẽ có mạ gục cho mình. Và đó là mạ gục vị trí của 7 Metal Bean. Và 7 Metal Bean đến từ Roman Empire. Và lúc này thì Roman Empire họ đang có một pha gọi là hội quân ngược trở lại. Có lẽ pha giao tranh đầu tiên ở trong game họ có cái mạ gục khiến họ cảm thấy cực kỳ tự tin. Tuy nhiên Proy nó họ không phải là một cái tay chơi bình thường. Trong khi đó thì vừa rồi đó là một pha lắc hình từ vị trí của Nhã. Và lúc này tấn công bên trong vừa sửa cơ khí. Đây là một pha tấn công từ vị trí của Nhã chưa bồ. Mà MC có pha vòng ra, đã được bắn khá thoải mái rồi. Tôi đã thấy đây là NPC đứng ở bên ngoài. Đây là Cú Tứ. Cú Tứ sẽ có pha đẩy vào cho mình. Cú Tứ bơm cho mình lượng máu và MC ta mất đi rất nhiều máu trong tình huống này. Vẫn chưa thể nào làm được gì. Đối phương có để bị Agu hay chưa? Vẫn đang là pha bắn nó khá răng dài. Một pha đẩy ra vị trí của Cú Tứ. Không có đối phương ở đây. Một pha định outplay nhưng mà chưa được. Đây là NPC. Anh ta sẽ đứng lên và có pha gạt giò ra mình trong tình huống này chăng? Và lúc này tôi thấy là Cú Tứ đã bị Agu từ vị trí Evil Start rồi. M3 độ bom đã bị bắn gục. Lúc này thì mà NPC chúng ta đang đẩy vào, nhưng mà MC làm luôn những thành viên còn lại ở team Phú Quý. Và đó là pha giao tranh mà WSG 2000 họ quét sạch team Phú Quý ở trong vực xưởng cơ khí. Vâng, quét sạch Phú Quý trong xưởng cơ khí vần vãi cả hàng. Đây là 7 miền TN Team X2 và Destiny Faye 77 cộng và Lummer. Họ đang có mặt trong khu dân cư. Thuận SG bị headshot chết rồi. Và hôm nay thì đây là Pro A đụ. Họ vẫn chưa buông tha cho nhau. Đây là đụ, người ta vẫn đang muốn đụ vị trí đối phương. Còn mình cộng với 50 năm mới nó vẫn di chuyển qua là khá nhanh. Và hôm nay thì Pro A Mr. Đụ người ta sẽ có pha đẩy ra. Trung 24 bị bắn gục rồi. Có lấy được bạn đối phương xẹo làm luôn cài với đô ca kia. Bây giờ thì còn ai trong vùng này? Dường như là team RIP còn lại một người mà thôi. Không, RIP đã bị quét sạch của ván đấu này rồi. Còn lại 24 người trong ván đấu này. Và lúc này thì Proy họ mất đi cho mình Thuận SG, nhưng họ đã chiến thắng trong hai pha thi đấu liên tiếp với nhau. Và đó là pha quét sạch dành cho Proy vào vị trí của team Roman Empire. Vodka bị ạ cùng với như vậy. Đại tướng quân họ quét sạch Fordun ở trong ván đấu này. Tôi không rõ họ đã làm như thế nào, nhưng đơn giản có thể đó là pha đẩy từ phía khu vực của đại tướng quân vào bên trong doanh trại này. Và họ quét sạch thì Fordun rồi. Fordun hôm nay có một sự khởi đầu rất tốt với một ván top 1, nhưng hai ván đấu liên tiếp tiếp sau họ lại không giữ được cái phong độ đó. Vào lúc này thì đại tướng quân ván đấu trước thì họ lại bay màu khá sớm, nhưng ba xin năm cũng như là lạc chín họ làm rất tốt nhiệm vụ của mình và quét sạch thì Fordun cho ván đấu này. Còn lại 21 người chơi mà thôi. Vâng, đang là một ván đấu và cái sự căng thẳng nó đẩy lên rất cao. Vâng, và hình như là trận nào của tay to buổi tối nó cũng căng thẳng chứ không phải là mỗi trận này. Đây là cá Huynh cũng như là Lộc. Robert thì vẫn đang có một pha chờ đợi một cơn mưa. Đây là đụ Trung 24 Mr. Sẹo và vẫn đang có một pha cò quay. Và một pha cò quay đến từ vị trí của Pro A. Họ vẫn chưa đi đâu cả. Lúc này Mr. Sẹo người ta có mình mũ 202 rồi. Trung 24 còn mình mũ 303. Trong khi đó đụ mũ 304. Đồ đạc Pro A là tương đối tốt. Và đấu trước thì Pro A như họ phải giết đến mười mấy mạng thì phải. Tung Sam, YK, Yellow như là công chúa đã có mặt ở bên ngoài của thung lũng này. Lạc chín kẹo kỳ cục kim tròn như là ba xin năm. Họ vẫn đang loanh quanh ở trong khu vực doanh trại và sẽ và đẩy qua đến vị trí của đại tướng quân ba xin năm vào bên trong khu vực tháp đồng hồ. Bây giờ tôi nghĩ tháp đồng hồ sẽ là một trong nơi mà vòng bo có thể thu lại. Thực ra thì mới là vòng bo đầu tiên thôi mà số lượng người chúng ta hôm nay chỉ còn lại 21 người. Vâng, cả bản đồ giết nhau, cả bản đồ giết nhau không phải là bình thường. Đây là Team X2 Destiny Ray đang có pha bắn rồi. Đây là 7 bên Destiny bên đang bị đối phương công lên. Vâng, có vẻ là bắn gục được một người và đang tiếp tục kẽ có mạ gục cho mình ở vị trí của Destiny. Đấy rồi, đôi giày nó bắn khá thoải mái, bắn gãy được hai người. Và hôm nay thì 7 bên đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Team X2 đang quay trở lại để có thể cover cho người đội mình, cũng như là Lummer V17 cộng có thể được cứu kịp hay không. Destiny ta vẫn chưa gạt giò đối phương nhưng sẽ gạt giò mà thôi. Đó là ba BC. Và hôm nay thì đối phương đang chạy lên một pha headshot vào đầu và 70 tên đầu họ sẽ quét sạch WAG 2000 trong trận đấu này. Và WAG 2000 họ sẽ phải bung lụa, họ sẽ phải gãy ngày hôm nay. Và sự trở lại của Cú Tứ không phải gì đó quá ghê. NPC bị ạ cùng đến từ vị trí của Destiny và 70 tên đầu quét sạch WAG 2000 trong trận đấu này. Và đó là những pha liên tục quét sạch lẫn nhau. Hôm nay có vẻ là một ngày mà nó hơi mát trời, các em thủ thi đấu hơi mát tính. Và đến bây giờ khi vòng bo đầu tiên thu lại còn lại có 18 người thôi anh em ạ. Còn lại có 18 người thôi. Vâng, 18 người và sẽ là một tình huống. Và tôi nghĩ là Thanh Xuân họ sẽ có mình top 1 trong ngày hôm nay. Và tôi khẳng định các bạn, tôi vẫn đang đứng ở phía Thanh Xuân. Thanh Xuân này họ đang thi đấu rất bình tĩnh và họ đang có mình đó là có mặt ở bên trong khu dân cư. Thanh Xuân cá Huynh cũng như là Mafia Lộc. Trong khi đó thì Pro A độ Trung 24 Mr. Sẹo đã có mặt ở bên trong vườn làng thông này. Và hôm nay vòng bo chúng ta đang dần dần thu lại rồi.
Bo đang thu lại được tương đối nhanh. Và ui, team của Pro Evo đứng giữa Bo luôn. Và một pha độ Bo khá kinh đến với vị trí độ trung 24 như là Mr. Sẹo. Nhưng lúc này họ đang bị bắn rồi. Sẹo đã bị xấy đến vị trí đối phương. Và đang bị xấy nó khá ghê đối với tấn công từ phía khu vực ba nhà. Và lúc này thì có đã phát hiện đối phương chưa? Sẹo người ta đã bơm lại cho mình lượng máu. Sẽ có pha giao tranh ngược trở lại từ vị trí của Sẹo hay không? Đối phương đang di chuyển đến nhà. Ui, ông Sẹo bắn nhanh vãi cả hàng của đại bàng ạ. Và một pha bắn nhanh nó khá ghê đến vị trí Mr. Sẹo. Độ nhờ trung 24 đang rút ở bên trong vườn lều trại này để có pha vòng ngựa cho mình. Động đèn đỏ này họ sẽ tiến về khu vực ba nhà và họ đã tiến dần về khu vực thung lũng rồi. Và đích đến họ sẽ là khu vực ba nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ biết được rằng có pha giao tranh ở đây. Đại tướng quân họ đã có ở bên trong vườn tháp đồng hồ. Trong khi đó thì 70 tên ở chính là những người vừa xây ở vị trí của Pro A. Sau pha quét sạch vào WGI nhìn thì có vẻ là 70 tên hôm nay họ đang có mình rất nhiều lợi thế. Phê 7 cộng chúng ta đã bị bắn rồi. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Real Gaming, đừng quên để lại cho mình follow bằng cách ấn nhẹ dấu cộng ô trên cùng bên tay trái nhá. Ban đầu chúng ta đang cảm giác nó khá bung lụa rồi. Và hôm nay vẫn đang pha chờ đợi một cơn mưa. Đến được vị trí Phê 7 cộng trong bàn đấu này thì anh ta đã bị nốc một lần. Đây là Cám như là Huỳnh mà hôm nay họ đang chờ rất kiên nhẫn. Nhưng bây giờ sẽ là pha phải chạy đò bo về bên trong vòng. Độ trung 24 như Mr. Sẹo đang chờ bên ngoài khu vực đó là cái mấy cái chòi canh ở phía trước khu vực tháp đồng hồ này. Ở đây là một trong khu vực mà thủ rất tốt và tôi nghĩ là Pro A họ sẽ thủ ở đây để chờ xem bo nó sẽ thủ ở vị trí nào. 3D động đèn đỏ này đang tiến vào. Động đèn đỏ đang công ở vị trí 70 tên đầu. Cả nguyên team 70 tên đầu không để ý và mày họ đã bị đối phương đẩy lên. Nhưng lúc này họ vẫn có thể chống trả được. Vâng, ba thành viên động đèn đỏ là gãy rồi. Chỉ còn lại Yellow của tôi, chỉ còn lại Chim X2. Chim X2 đang được bắn nhưng động đèn đỏ họ có lợi thế. Nhưng cuối cùng họ lại không làm được gì. Một pha thi đấu rất cuồng cuồng đến vị trí của 3D. Và đó là pha quét sạch ở vị trí 70 tên đầu mà không mất đi bất kỳ ai. Vâng, một pha phòng ngự mà trong tình huống đó thì tất cả các thành viên 70 TN họ đều đang gọi là ngồi chơi. Họ đều đang ngồi chơi xơi nước. Nhưng mà động đèn đỏ công lên quá tệ trong tình huống đó. Tôi không hiểu tại sao. Tôi không hiểu tại sao trong tình huống đó mà động đèn đỏ không thể nào mà quét sạch đối phương. Trong khi thành viên 70 TN thậm chí nó có 3 ông đang ngồi chơi cơ. Vâng, nhưng mà đó là một pha thi đấu mà tôi phải nói rằng là 70 TN họ cũng cực kỳ mất tập trung. Và ba động đèn đỏ thì họ lại cảm thấy là hơi cuống trong tình huống mà suýt nữa họ quét sạch ở đối phương. Chỉ còn lại 14 người trong một cái vòng bò nó quá lớn như thế này. Và phải nói đây là một trong những bàn đấu mà mọi thứ đó nó không được tốt dành cho các team. Tôi cảm giác là team bàn đấu này họ thi đấu rất cầu thả. Vâng, thi đấu cực kỳ cầu thả. Một bàn đấu mà tất cả các game, tất cả các đội mà từ đội này cho đến đội khác họ đều quăng game. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Real Gaming thì đừng quên lại cho mình một like, một follow nha. Follow được đẹp trai, follow được xinh gái. Đây là thời điểm mà chúng ta chém gió rồi. Chứ còn bây giờ còn 14 thằng này thì chơi gì? Còn 14 thằng thanh xuân như một chén trà, chạy xong cái bo hết bà thanh xuân. Lúc này thanh xuân đang gọi ra những cái bình ỏm tính xanh. Đây là Mr. Độ trung 24 cũng như là Mr. Sẹo, họ đang thủ chắc trong vùng này. Bo sẽ thu vào vị trí của team Pro A. Và team Pro A khả năng độ bò quá kinh luôn. Pro A lại thêm một lần nữa trong bò. Trong khi đó thì TX cá bị cái hòm thính nó đè chết anh em ạ. Vâng, tôi đoán là TX cá bị cái hòm thính nó rơi vào mồm rồi. Vâng, có lẽ nó ở đằng sau hàng cái rào này. Và đó là hòm thính của cáo là Huynh gì đó. Và một pha tự cho tay em quân bóp cực mạnh và anh ta đã bị hạ. Trong khi đó lúc này Pro A đang chiếm lấy cái vị trí của vòng bò. Đại tướng quân cũng đang ở trong bò nhưng mà kẹo kỳ cũng đang bị bắn rồi. Và đó là bà cũng đến từ vị trí của Pro A, Mr. Sẹo. Vâng, cơn ác mộng đứng độ bò của Mr. Sẹo và độ quay trở lại rồi. Hay là ba xin năm kim tròn và lạc chín, ông chưa biết làm thế nào để có thể đẩy vào trong vùng này. Trong khi đó 70 TN lúc này họ đang có mặt ở trong bo. Họ đang nấp ở phía trên khu vực ba nhà. Còn lại 12 người mà thôi. Vâng, số lượng người chúng ta còn rất nhỏ mà cái vòng bo chúng ta lại rất to. Hôm nay thì TX Huỳnh cũng như là Mafia Lộc họ đang kỳ cụ chạy ở bên trong vòng bo. Vâng, thậm chí hôm nay rank thách đấu này khá kinh. Vâng, khá kinh cho đội bán string. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Real Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và một follow bằng cách ấn nhẹ dấu cộng trên cùng bên tay trái nhá. Ấn lại dấu cộng trên cùng bên tay trái để cho đẹp trai nói anh em ơi. Và các bạn vẫn đang chờ với tôi. Vâng, trận đấu của chúng ta bây giờ nó nhàn nhã quá. Đây là lạc chín, anh ta biết là trong cái chòi có người. Nhưng mà thực ra thì đại tướng quân bây giờ họ vẫn chưa biết là phải công là như thế nào. Và tôi đã cảm giác là họ vẫn chưa có những cái pha gọi là phối hợp tốt với kim tròn. Đây là đại tướng quân 3 xin 5 và đấu với tất cả game thủ thi đấu khá cầu thả. Thi đấu cực kỳ cầu thả. Rồi này thì Chim X2 có mạ vô vị trí của TX Binh rồi. Vâng, 70 tên đầu đã chiếm khu vực này là rất tốt. Bây giờ trận đấu này nó sẽ thiên về một cái pha giao tranh. Ôi, Mafia Lộc đứng nấp này.
đây. Vâng, phát hiện đối vừa rồi. Có một pha gọi là móc móc lốp ấy không? Vâng, tôi nghĩ là sẽ có pha đứng lên móc lốp này. Vâng, ui chết rồi, bò đến rồi. Lộc ơi chạy đi. Vâng, Lộc ơi chạy đi. Lộc ơi bỏ chạy đi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Hay là Proa chung ngay từ và team Proa. Ngày hôm nay tôi phải nói là Proa thi đấu rất tốt và Proa đang thể hiện một cái đẳng cấp nó hoàn toàn khác. Team X2 có mạ cùng cho mình, Đại tướng quân Kim Tròn cũng như là Ba-Xi-Năm và Lạc Chín bây giờ sẽ phải đẩy vào. Ngay lập tức Ba-Xi-Năm bị bắn gục ngay. Kim Tròn ta vẫn chưa thể nào mà di chuyển vào bên trong được. Đối phương thi đấu khá kinh đi. Bây giờ thì hoàn toàn cuộc chơi nằm trong tay của Proa. Cũng như là 70 tên đầu rồi. Nhưng Pro A họ đã cố mà ở trong vòng, mà lúc này thì chẳng có team nào ở trong vòng để có thể cản được vị trí của team Pro A cả. Và vị trí đập Pro A nó quá đẹp đi. Họ kiểm soát hoàn toàn hướng di chuyển của team Đại tướng quân. Và lúc này thì Kim Tròn con chim và Rang ta vẫn đang cố gắng đẩy lên. Có thể nào đẩy vào bên trong vòng bo hay chăng? Một pha chờ để công vào đối phương đứng ở phía dưới rồi. Đặt ra rất nhiều tường bo keo và bây giờ họ phải đến người chạy bo. Nhưng lúc này ở phía sau của team Pro A sẽ là thành viên của 70TD. 70TD sẽ có pha đẩy vào. Vâng, tất cả họ đều đang chờ đây rồi. Họ biết rằng team Pro A đang phó pha giao tranh với đối phương. Pro A đụ đã bị đụ đến vị trí đối phương rồi. Trong khi đó đây là Trung 24 nó vào đằng sau hòn đá. Nhưng ở vị trí này thì cả sẹo cả đụ như Trung 24 họ có một thể làm gì được. Một pha đu dù sang và 70TD họ có thể công ở khu vực này. Một pha bắn ra vị trí của 3C5. Vâng, 70TD ui lái xe phi thẳng vào trong vòng ạ. Cực kỳ mạnh mẽ ra vị trí của 70TD. Đưa em đi chơi xa và bốn anh em trên một chiếc xe tang. Và lúc này thì đây là 70TD. Đây là Mr. Đụ và Sẹo. Ôi, xong rồi. Lạc Chín làm luôn cả Đụ và Sẹo. Ôi, Lạc Chín bắn ghê nhờ. Với khẩu Groza của mình. Nhưng này Lạc Chín người ta cũng biết rằng là có đối phương đang xuất hiện ở trong vùng này. Vâng, bây giờ thì đây là đôn Kim Tròn. Kim Tròn vẫn đang chờ. Lúc này 70TD đang bị bắn rồi. Chim X2 đang tạo được tiếng bom kèo chặt đi xa giường đối phương. Destiny bắn chết ngay vị trí này của Lạc Chín. Không cho đối phương có một pha được quẳng. Trong khi đó vẫn đang pha chờ đợi một cơn mưa. Đây là Lâm Mơ đặt bơm lại cho mình nó máu. Còn lại mình chung 24 rồi. Đây là đôn Kim Tròn. Và lúc này Kim Tròn người ta cũng đang nằm trong tầm bắn đối phương. Đặt ra cho mình tường bom keo. Nhưng tường bom keo lúc này phỏng nó có tác dụng gì? Đây là Team X2 người ta đang đẩy vào. Họ đang triển khai tốc độ thi đấu rất nhanh. Họ biết là chỉ còn lại 3 người. Lâm Mơ đang được bắn rồi. Và 70TD họ sẽ có bình top 1 trong trận đấu này một cách cực kỳ dễ dàng. Và những pha giao tranh ở cuối game và đấu này tôi phải nói nó hơi buồn. Nó hơi buồn tẻ một tí. Nhưng không sao cả. Lúc này đây là Trung 24. Người ta vẫn đang bơm lại cho mình máu. Ui bo đến đít rồi. Và Kim Tròn ta cầm sẵn cho mình bom kẹo rồi. Sẵn sàng có pha quyết tử trong tình huống này. Hôm nay thì 70TD quá mạnh đi. Không ai làm gì được họ. Và thậm chí là trong pha đấu này thì cái ông Destiny có được mình 6 mạng hạ gục ạ. Vâng, khá kinh cho đội bán Tering. Và Trung 24 phải nằm xuống. Và 70TD họ kết thúc ván đấu với vị trí top 1. Và đồng loạt bắn phát chết hết luôn. Vâng, đồng hòa bắn phát chết hết luôn anh em ạ. Kinh vãi cả nồi. Và họ có mình 13 mạ gục. 70TD có mình top 1 trong trận đấu cuối cùng của tay to buổi tối ngày hôm nay. Và thơm bơ. Và Roy họ thi đấu khá tốt mà tôi nghĩ là họ có thể phòng ngự được. Nhưng mà team Đại Quân này họ lì. Đại Quân họ khá lì. Hôm nay Kim Tròn chả giết là mạng nào cả. Thanh Xuân về top 4 này. Và Thanh Xuân thì một chén trà. Đại Động Đèn Đỏ về top 5. WAG 2000 về top 6, Forum về top 7. Hai team này chết liền nhau phết nhỉ. Và đó là tay to buổi tối ngày hôm nay. Một ngày thi đấu mà nó khá là giải trí.